Xin chào các anh em đã đến với channel của mình. Tiếp nối diễn biến giang dở của tập trước, đám cường giả băng Hà Cốc lần lượt bị đánh bại. Tên trưởng lão bị Thiên Hòa Tôn giả đánh bại biết ông ta đang muốn luyện chế thân thể, nên lập tức lôi kéo. Băng Hà Cốc bọn họ, do nhất là luyện chế thân thể. Thân thể sau khi luyện chế còn có những khả năng đặc biệt. Chỉ cần ông giúp Băng Hà Cốc làm mồi chuyện thì liền có thể nhận được miễn phí. Lời này quá hấp dẫn, ông giả vờ thấy hứng thú. Trưởng lão thấy vậy liền chỉ tay về phía Tiêu Viêm. Giết tiểu tử đó rồi giao thể chất anh nan độc thể cho bọn họ. Thiên Hòa Tôn giả đáp lời bằng cách tiễn lão ta đi xuống địa ngục. Sau đó quay lại nhắc nhở Tiêu Viêm. Lần sau mà gặp những thể loại như vậy, đừng để cho kẻ địch có cơ hội nói chuyện. Nếu không sớm muộn cũng sẽ có biến cố. Lần này may mà phẩm hạnh ông ta tốt bụng. Tên trưởng lão và đám đàn em đấu hoàng cũng bị đánh bại. Lão ta lấy tính mạng Tiểu Y Tiên ra uy hiếp. Tiêu Viêm trực tiếp dùng dị hỏa đốt cho kẻ địch thành tro rồi mang Tiểu Y Tiên rời đi. Đến một cái hang động, Tiêu Viêm bắt đầu kiểm tra tình trạng của Tiểu Y Tiên. Theo lời tên trưởng lão thì chỉ có cốc chủ Băng Hà Cốc mới có thể hóa giải. Nhưng Tiêu Viêm lại biết một cách khác. Giữa hồ có một cái hồ nước. Tiêu Y Tiên đi ra giữa hồ, hàn khí trong người nàng ta tỏa ra bên ngoài. Mức độ hàn khí đậm đặc đến mức vừa chạm chân vào nước đã đóng băng luôn cái hồ nước. Tiêu Viêm lấy ra dị hỏa. Sức nóng của loại bảo vật này có thể luyện hóa đấu khí hàn băng trong cơ thể. Quá trình chữa trị vô cùng đau đớn. Để hóa giải toàn bộ cần vài ngày. Trong thời gian đó, hắn muốn Hân Lam đi thu thập cho mình vài dược liệu, đồng thời còn để cho Khôi Lỗi đi theo bên cạnh hộ tống. Trong lúc này, trưởng lão băng nhàn của Băng Hà Cốc đi tới bãi chiến trường. Đập vào mắt là thi thể của các trưởng lão và đệ tử. Tình thế lần này vượt ngoài dự tính nên lão ta lập tức quay về bẩm báo cho cốc chủ. Dòng dã vài ngày chữa trị, hàn khí trong người Tiêu Y Tiên đã được hóa giải toàn bộ. Mà thực lực của Tiêu Viêm cũng đã tăng tiến lên hai tinh đấu tông nhờ vào việc hấp thu ma độc ban bị trúng độc ở Xuất Vân Đế Quốc. Lúc này chỉ có hai người, một khoảng thời gian và không gian quá riêng tư. Tiêu Viêm và Tiêu Y Tiên ngồi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Y Tiên lên tiếng trước. Thể chất anh nan độc thể của nàng ta còn vài tháng nữa là bộc phát. Dù có là kết quả xấu nhất thì nàng vẫn sẵn sàng đón nhận. Tiêu Viêm lại an ủi, mong nàng đừng có nói những lời lung tung đó. Trước khi độc bạo phát thì hắn sẽ cố gắng lấy được ma hạch của thiên độc hạt long thú. May mắn là Tiêu Y Tiên đã đụng mặt một con thiên độc hạt long thú cấp 7 ngay tại lạc thần giàn này. Thực lực của nó khoảng 8 tinh đấu tông, nếu liên thủ thì vẫn có phần thắng. Chỉ là không biết con ma thú đó còn có thủ đoạn gì hay không, cho nên cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra hắn cũng muốn nhờ và Thiên Hòa Tôn giả hỗ trợ. Sau khi nghe xong, ông ta liền tức giận, nhưng mà sự tức giận này phần lớn là giả. Mục đích thực sự là để cho Tiêu Viêm trả thù lao xứng đáng. Tiêu Viêm lại lấy lý do rằng nguyên liệu để luyện chế thân thể cho ông quá cao cấp, không mất đến vài năm thì không thể nào thu thập dược liệu. Hắn tìm được một phương pháp luyện chế khác tốt hơn, nhưng trong dược liệu còn thiếu một phần tinh huyết ma thú cấp 7. Nếu mà ông thấy khó quá thì bỏ qua vậy. Những lời này quả nhiên làm cho Thiên Hòa Tôn giả bị hấp dẫn không thể từ chối hỗ trợ. Tiêu Viêm lập tức cảm ơn. Sau khi nghe xong ông ta mới nhận ra mình đang bị tiểu tử này gài bẫy. Ngay sau đó, Hân Lam cũng quay trở lại. Nàng ta hốt hoảng thông báo rằng Tiêu Viêm đã bị Băng Hà Cốc truy nã. Bọn chúng còn phái cường giả đấu tông đỉnh phong đến vây bắt. Tiêu Viêm lại cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hắn còn đang mong bọn chúng tới đây để tính toán một trận. Nhưng mà việc trước tiên cần phải làm là giải quyết con ma thú cấp 7. Chỉ cần trợ giúp Thiên Hòa Tôn giả luyện chế ra thân thể thì không còn sợ đấu tông đỉnh phong nữa. Lão già này là Băng Xà, cường giả đấu tông đỉnh phong của Băng Hà Cốc. Băng Hà có một loại đấu kỹ dò xét. Dù các trưởng lão đã bỏ mạng thì lão ta vẫn mô phỏng ra được những gì mà các trưởng lão đã nhìn thấy, từ đó phát hiện ra đám người Tiêu Viêm. Trong khi đó, Tiêu Viêm và Tiêu Y Tiên đã đi tới trước hang ổ của thiên độc hàn long thú. Bản thể con ma thú này là bọ cạp. Ngay sau khi tiến vào, nó lập tức phát hiện ra Tiêu Y Tiên. Tên bọ cạp này đã hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ lại cái đuôi sắc bén, trông vô cùng nguy hiểm. Hắn ta cũng đang nhắm vào thể chất của Tiêu Y Tiên, cho nên sự xuất hiện của nàng làm cho hắn vô cùng vui mừng. Điều này có nghĩa rằng con mồi tự dâng đến cửa nhà. Thế nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ đi săn? Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ra những lời đó anh bọ cạp ạ. Trước khi có trận chiến thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!